Hello em, hôm nay anh sẽ đến với một cái dạng bài tập mới, đó là phép chia đa thức. Chia đa thức hay tiếng Anh đó, nó gọi là synthetic division. Thì hôm nay anh sẽ có hai cái ví dụ. Ví dụ thứ nhất bậc 2 chia bậc 1, và ví dụ thứ hai là nó sẽ thành bậc 3 chia bậc 1. Thì trước khi mà anh giải hai câu này thì mấy em hãy dành ra từ 2 đến 3 phút để mấy em giải nó trước, sau đó mình sẽ xem cách làm và xem cái hướng giải. Bây giờ anh sẽ đến với câu đầu tiên là câu bậc 2 chia bậc 1. Thì á, những cái câu như thế này thì thường sẽ có một cái cách rất là đặc trưng, đó là gì? Mình kẻ bảng, mình kê trục ra để mình giải. Sẽ để thế này, đó, 2x cộng 1. Thì đầu tiên là 6x bình chia cho 2x trước, nó sẽ là ra là 3, và 3 nhân 2x 7x. 3x nhân 2x sẽ là 6x bình. 3x nhân 1 nó sẽ là 3x. Rồi mình sẽ để dấu trừ ở chỗ này. Đây là hết. Ở đây là 2x cộng cho 2. Thì tới đây 2x chia 2x sẽ là cộng 1. 1 nhân 2x sẽ là 2x. 1 nhân 1 sẽ là 1. Nếu trừ thì ở đây sẽ còn dư lại là 1. Đó. Thì cái thằng trừ 6x bình cộng 5x cộng 2 nó sẽ là bằng 3x cộng 1 nhân cho 2x cộng 1, rồi cộng thêm cho một vô nữa. Đó, cái ý nghĩa của cái việc chia đó thì mình sẽ biết được thằng số bị chia, số chia và cái phần dư. Thì ở trong này cái phần dư của nó sẽ bằng 1. Phần dư trong nó sẽ bằng 1. Rồi tiếp theo á, mình để mình đưa được về cái dạng phương trình như thế này. Được không? Mình đang tìm phần quy. Thì mình phải chia hai vế cho hết cộng 1. Chia hai vế cho hết cộng 1. Cộng cho 1 phần 2x cộng 1. Đó, thì cái bên tay trái của mình, bên tay phải của mình là sẽ được cái cụm này. Được chưa? Nhưng mà nó kêu là biểu diễn về theo dạng 1 phần 2 cộng 1 cộng cho quy. Thì mình để ý được cái chỗ này sẽ là quy. Đó. Sẽ là quy. Như vậy thì cái thằng quy nó sẽ bằng với 2x 3x cộng 1. Đó. Cái này là một cách để mình làm. Được chưa? Đây là cách 1. Rồi, bây giờ anh sẽ làm cách thứ hai. Thì cách này có thể sẽ dễ hơn nếu với những cái phương trình mà bậc cao á, nếu mà mình lấy bậc cao một thì mình nếu mà tính toán theo cái cách thứ nhất này thì nó có thể nó sẽ hơi khó, mình dễ sẽ bị lộn. Kêu trò cái cách thứ hai thì á, mình sẽ cách thứ hai chủ yếu là mình sẽ trên tử số, để trên tử số. Cái hướng cách thứ hai là mình sẽ tạo ra những cái phần tử mà có cái thừa số 2 cộng 1 trên phần tử số. Tạo ra những cái thừa số. Cái mẫu là 2 cộng 1 trên tử. Chẳng hạn như đầu tiên là mình có gì? 6x bình cộng 5x cộng 2. Đúng không? Vậy thì với thằng 6x bình này thì mình cứ đẩy nó ra trước, mình sẽ là gì? 3x 2x cộng 1. Đó, thì nó có một cái thằng thừa số rồi. Khi đó mà cái thằng này nó nhân vô là nó sẽ là 6x bình này cộng cho 3x. Được chưa? Thì nó vẫn để là 6x bình cộng 3x. Thì khi đó mình sẽ mượn cái thằng 3x từ cái thằng 5x chỗ này. Mượn thằng 3x từ thằng 5 chỗ này để mình gán vô, mình đưa nó. Thì mình sẽ có là gì? 6x bình cộng cho 3x. Được chưa? Mình mượn cái thằng 3x cộng cho 2x cộng 2. Đó. Khi đó cái cục này nè nó sẽ là gì? 3x 2x cộng 1. Được một cục rồi. Ok chưa?
mình làm sao cái này nó dạy như là thêm bớt vô để mình tạo ra được những cái thừa số có 2 cộng 1 trên cái phần tử để mình triệt tiêu với cái phần mẫu. Rồi tới tiếp tục cái phần 2 cộng 1, 2 cộng 2 này mình giải quyết luôn. Thì hết cộng 2 ấy, thì mình để mình đưa về một cái thừa số đó là 2 cộng 1 giống như mẫu chưa, thì mình sẽ chỉ cần là gì? Cộng 1 đóng ngoặc vô. Xong rồi mình mượn 1 ra chỗ số 2 này thì mình viết ra nó cộng 1. Đó, như vậy thì cái thằng tử ở trên thì nó sẽ được viết lại như sau. 3x 2x cộng 1 cộng cho 2x cộng 1 cộng cho 1 phần 2x cộng 1. Thì tới khúc này á, thì nó dễ hơn. Thì chỗ nào có 2 cộng 1 thì mình sẽ gạt này. Chỗ này này, gạt này. Thì nó sẽ còn là 3x cộng 1. Chỗ này 1 nó không thể chia hết cho 2 cộng 1 được, thì mình chỉ cần ghi lại thôi là 2x cộng 1. Đó, thì nó cũng ra tương tự như cái thằng chia bên trên của mình luôn. Thằng này sẽ là thằng quy. Thì cái cách mà mình tạo ra được những cái thừa số trên cái tử, thì anh thấy nó sẽ dễ hơn so với mình đặt cái chia như thế này. Đó, đặt cái chia như thế này nhiều khi mình sẽ lộn dấu. Thì đó là cái cách làm, là gì, mình sẽ dĩ nhiên là mình thêm bớt vô, mình mượn thằng này, mình gắn vô kia để cho tạo ra được những cái thừa số là cái mẫu, phần mẫu. Trong đây phần mẫu là 2 cộng 1 này. Mình sẽ tạo ra được những cái thừa số hết cộng 1 ở trên tử. Còn phần dư thế nào, đây chữ dư là 1, thì mình viết nó ra. Đó, đó là cái ví dụ đầu tiên. Là ví dụ 1. Rồi, bây giờ để mình luyện tập thêm về cái cách thứ hai này, thì anh sẽ đến với câu tiếp theo. Đó là một câu bậc 3 chia bậc 1. Thì á, bậc 3 chia bậc 1 á, thì nếu mà mấy em muốn làm phép chia theo mà dạng truyền thống á, thì mấy em cứ đặt ra mình chia xuống x cộng 1. Thì cái này á, về nhà mấy em sẽ làm. Đưa về nhà. Chờ. Còn bây giờ anh sẽ làm theo cách là lập ra những cái thừa số có cái phần x cộng 1 ở trên tử. Đó. Đầu tiên x mũ 3 nè cộng 3x bình nè cộng 4x nè cộng 2 nè. Đó, mình sẽ lập ra theo từng cái thằng cao nhất, thằng x mũ 3. Rồi, x mũ 3 mình sẽ thêm một thằng x bình vào đây, rồi bên đây là còn 2x bình. Mình phía sau mình vẫn giữ yên lại. Thì cái thằng x bình cộng 2x bình nó sẽ ra là về là 3x bình như cũ. Mình biến đổi làm sao để cho cái thằng ban đầu này phải bằng cái thằng lúc sau, phải bằng cái thằng ban đầu, chứ biến đổi mà thằng lúc sau khác thằng ban đầu là sai. Chứ ở đây là anh tách cái thằng 3x bình ra là x bình cộng 2x bình. Đó, để anh hai thằng này nó sẽ ghép lại nè. Chứ x bình rút ra ngoài x cộng 1. Vậy là mình đã được một cái thừa số x cộng 1 rồi. Chứ còn lại những cái thằng này. Bây giờ mình xử lý thằng này tiếp. 2x bình cộng cho 4x. Bây giờ làm sao để mình đưa về lại x cộng 1? Thì đây, 2x bình cộng cho 2x, 2x cộng 2. Thế là sao? Mình sẽ tách cái thằng 4x này ra làm 2x cộng 2x để mình gom hai thằng này lại. Là gì? 2x rút ngoài bên trong sẽ còn là x cộng 1. Đó, được thêm một thằng nữa. Mà còn thằng này, khi mình kéo nó ra, x cộng 1. Đó, thêm thằng nữa. Vậy thì cái phần tử số nè, nó sẽ bằng với x bình x cộng 1 cộng cho gì? 2x nhân x cộng 1 cộng cho 2x cộng 1. Mình sẽ tách ra được làm những cái cục chung như thế này. Nếu mà mình làm quen thì mình tách rất là nhanh luôn, với lại nó dễ hơn nè. Đó, thì cái này sẽ không có dư, được chưa? Khi đó thằng tử mà chia cho thằng x cộng 1 thì thằng này rớt, thằng này rớt, thằng này rớt, thằng này rớt, thì nó sẽ còn là x bình cộng cho 2x cộng 2. Được chưa? Thì nó, anh thấy nó sẽ dễ hơn tí xíu. Thì nếu mà mình không biết tách như thế nào á, thì anh chỉ là đây, ví dụ như là x mũ 3 cộng 3x bình cộng 4x cộng 2 đi. Mình lúc nào mình cũng lấy cái thằng cao nhất ra trước hết, là thằng x mũ 3. Mình sao nó cho về x cộng 1 thì mình cứ viết sẵn ở đây là x cộng 1 đi. Chưa? Xong rồi á, khi mà mình có là gì, x bình nhân x nó sẽ về x mũ 3. Rồi là x bình nhân 1 nó sẽ là x bình. Chưa? Thì khi mà mình nhân vô lại nó sẽ x mũ 3 cộng với thằng x bình. Là khi đó là gì, mình sẽ biết được là mình sẽ mượn một cái thằng x bình từ cái thằng phía sau của nó là 3x bình. Được chưa?
Rồi mình cứ tiếp tục cái này cho đến khi mình hoàn tất cái bài. Đó. Thì hôm nay sẽ hướng dẫn mấy đứa về cái cách mà mình tạo ra những cái thừa số là cái thằng mẫu để mình giải cho nó nhanh. Và đây là cái ví dụ thứ hai. Thì anh thấy nếu mà mình làm theo cách này, mình làm quen thì mình làm rất là nhanh luôn. Với lại nó dễ hơn nữa. Còn cái cách chia như thế này, cách chia truyền thống như vậy, mình chia nhiều khi mình sẽ bị lộn dấu là mình nhân thiếu, nhân thừa gì đó. Nó sẽ như là nguy hiểm một tí xíu. Nhưng mà thôi tùy mấy đứa, nếu mà mấy đứa thấy cách nào dễ hơn thì mấy đứa cứ theo cách đó. Và đây anh sẽ có một cái bài tập. Bậc 3 chia bậc 1. Thì mấy đứa cũng có thể làm theo hai cách. Cách thứ nhất là mình chia truyền thống. Cách thứ hai là mình tạo ra những cái thừa số. Đây, trên tử nè. Tạo ra những cái cục mà ví dụ như là AX-2 cộng BX-2 gì đó. Sau khi đó mình chia cho X-2 thì mình sẽ mất những cái cục X-2 ở trên và còn lại thằng A với thằng B. Đó. Thì qua hai cái ví dụ hôm nay, thì anh muốn mấy đứa nắm được hai cái cách để mình xử lý những cái bài như thế này. Đó là cách chia với là cách tách ra như anh. Đó. Em sẽ rồi thì mấy đứa về mình thực hành cái bài kia. Chúc em học tốt.